Đây anh em, bây giờ mình sẽ trung gian cái nón này. Đó. Kiếm đâu ra vậy à? Tôi giao dịch trung gian đó, Lưu Trung. Đó. Nón này là 2,2 triệu đây anh em. Đây, để điện lại cho bạn ấy lần nữa. Nón đẹp trai nữa, tầm này 2,2 triệu là cũng ok rồi đấy anh em. Em là trong game là Tây Ma Độc Vương đúng không? Anh em mình đang giao dịch đây đúng không? Rồi chính xác, xác nhận nha. Rồi ok em. Anh đã nhận tiền và em đã nhận đồ ha. Ok ok. Rồi rồi. Rồi xong anh em, Thương Vũ cái nón 2,2 triệu. Thương Vũ nón 2,2 triệu. Rồi xác nhận. Rồi xong. 2,2 triệu là rẻ nhỉ? Khi nào mới nón. Ủa quên post lại rồi anh em ạ. Post lại cho anh em ơi. Bên mật. Anh với, anh quên rồi anh em. Post lại bên mật anh với, post lại cái nón cho anh với. Người ta nhặt được có phải của mình đâu anh em. Cái này của người ta ha. Này là nón của người ta đấy anh em ạ. À, ok ngon rồi, ngân bình thường nón ngon đấy. 2,2 triệu là cũng rẻ rồi đấy anh em. Đây anh em đó, nón 2,2 triệu. Chỉ mỗi một dòng phòng thủ vật lý 25 thôi. Cảm ơn Thành Vũ nhá. Thấy chưa? Người ta nhặt phải như này anh em ạ. Người ta nhặt phải như này. Mẹ mình toàn nhặt rác không à. Không có sinh lực nội lực gì. Nón này có sinh lực nội lực nó là ngon quá anh em. Nón này đẹp luôn á. Đó, ngắm lại cái nón tí nữa ta lên ta đi nhặt anh em. Ta lên ta cũng dáng cái nhặt nón như vậy. Dáng ta lên thể lực 66 ở Nguyễn Chí, thể lực 36 lận mà em. Em lại hạ mất 30 thể lực của cái nón rồi. Đó. Tí nữa mình cũng lên đi kiếm cái nón phòng thủ như này để bán anh em ạ. Lượm rác đó anh à? Lượm rác, anh là lượm tiền nên lượm nón.